Thương đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào chị Thanh. Chào Minh Châu. Chị Thanh biết không, cứ mỗi lần bước chân của gian bếp á, là em lại cảm thấy rất là ấm áp đó chị. Điều đó thì cũng không có gì khó hiểu đúng không? Minh Châu có nghe câu hơi ấm gia đình lan ra từ gian bếp nhỏ chưa? Dạ rồi, đúng là nếu như những người thân trong gia đình mà cùng nhau quay quần nấu ăn á, thì cho dù là tiết trời có lạnh đến đâu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp đúng không chị? Đúng vậy, Minh Châu nói chính xác. Vì thưởng thức món ăn do tự tay mình nấu ở tại nhà thì bao giờ cũng có cái không khí tuyệt vời hơn là đi ăn ở ngoài. Như vậy chắc chắn là hôm nay chị Thanh đã sẵn sàng để mang đến một món ngon vừa đầy đủ chất dinh dưỡng nè, lại còn giúp cho cả gia đình trọn hương ấm thấm miệng ngon nữa. Đúng vậy, chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Món ăn hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị khán giả và Minh Châu là một món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà lại lạ miệng mà lại ngon nữa. Đó là món bánh quẩy nhồi chả tôm. Để thực hiện món bánh quẩy nhồi chả tôm thì các bạn cần chuẩn bị 350g tôm đã luộc vỏ, 2 cặp bánh quẩy, tương ớt, mè trắng, lòng trắng trứng, tỏi băm, hành băm, củ năng thái hạt lựu, ngò rí, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Để chuẩn bị các cái phần nguyên vật liệu thì trước tiên chúng ta sẽ thái nhỏ phần ngò rí này ra em ha. Phần tôm luộc các bạn bỏ hết phần đầu và đuôi, chỉ lấy phần mình tôm thôi. Chúng ta sẽ dùng khoảng 5 con tôm để thái hạt lựu. Còn phần tôm còn lại thì chúng ta sẽ đập dập. Phần tôm sau khi chúng ta đã hoàn thành thì chúng ta bắt đầu ướp. Các bạn cho phần củ năng thái hạt lựu ướp vào đây, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê đường, một muỗng canh tỏi bằm, một muỗng canh hành tím bằm, một muỗng canh lòng trắng trứng gà. Và cuối cùng thì các bạn cho vào một muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Sau khi chị trộn xong này hết thì chị đặt một cái chảo dầu lên. Về phần bánh quẩy này, các bạn lưu ý chúng ta sẽ mua bánh quẩy tương đối lớn, có cái đường kính lớn chừng nào thì tốt chừng đó. Các bạn nhớ mua màu bánh quẩy vàng nhẹ thôi, để chúng ta chiên không bị cháy vàng đậm. Bây giờ phần bánh quẩy này các bạn cắt khoảng 3 cm, rồi các bạn cắt khoảng 3 cm. Sau khi chúng ta cắt ngắn khoảng 3 cm thì các bạn dùng kéo nhấc cho cái phần ruột này được rỗng ra để chúng ta nhồi phần nhân vào cho dễ. Chúng ta sẽ lấy cái phần ruột ra hả chị? Minh Châu giúp chị nha. Dạ được ạ. Rồi bây giờ chị đố Minh Châu làm sao mà chúng ta cho phần nhân vào đây cho dễ dàng. Lấy muỗng nhồi vô thôi chứ sao giờ chị? Như vậy thì sẽ lâu hơn. Để nhanh hơn thì các bạn dùng một bao ni lông để nặng bánh kem thì sẽ nhanh hơn. Ồ hay vậy, có nghĩa là mình làm như thế là mình bắt bông kem á, nhưng đúng mà rồi. Mình lại bắt cái nhân vào trong này hả chị? Đúng rồi. Hay quá, chị ta rất là khéo. Quý vị khán giả thân mến, để nhồi nhân vào trong ruột quẩy dễ dàng hơn, hãy cho nhân vào một cái túi và làm như là bắt bông kem vậy đó. Chắc chắn là quý vị sẽ thực hiện món này rất là nhanh. Bây giờ Minh Châu có việc rồi đây. Chị sẽ nắn phần nhân này vào đây. Dạ. Và Minh Châu chấm vào mè giùm chị ha. Rồi, Minh Châu chấm phần mè. Các bạn chấm hai đầu với mè trắng. Rồi, chúng ta để sang một bên. Đó, là được một cái rồi đó. Dạ, ôi hay quá chị Thanh ơi. Rồi, chấm giùm chị. Dạ, chấm thật là nhiều mè đúng không chị? Đây, xong rồi chị Thanh ơi. Để chiên món này các bạn nhớ phải để dầu cho thật ra. Bây giờ chúng ta thả những cái bánh quẩy vào. Ôi đúng là mình đã cho dầu nóng già, cho nên là mình thả vào một cái là được ngay đúng không chị? Và các bạn nhớ sau khi các bạn cho vào bánh quẩy vào thì các bạn nhớ phải hạ lửa liền để cho phần tôm được chín đều và bánh quẩy không bị cháy. Rồi bánh quẩy em đã thấy lên màu vàng ươm chưa? Rất nhanh, em tắt bếp nha chị. Các bạn sẽ thấy phần bánh quẩy bắt đầu đã lên màu rất là đẹp và chúng ta sẽ vớt ra liền, cho vào giấy thấm dầu nha. Đây là một món ăn mà các bạn phải ăn kèm một cái loại nước sốt chấm rất là ngon. Chúng ta sẽ dùng 2 muỗng canh mayonnaise aji mayo và 1 muỗng canh tương ớt em nhé. Khoảng 1 muỗng cà phê ngò rí mà lúc nãy đã băm sẵn. Như vậy là chúng ta đã có một loại sốt để chấm với món ăn này rồi. Bây giờ chị sẽ múc phần sốt này ra. Bây giờ mình sẽ xếp quẩy ra đĩa đúng không nè? Đúng vậy. Món ăn này các bạn sẽ ăn kèm thêm với một ít rau, đó là xà lách hoặc là xà lách son. Bây giờ thì chị sẽ mời Minh Châu thử xem món ăn này như thế nào. Em cảm ơn chị Thanh.
thật là thơm luôn đó chị. Nhìn màu vàng ươm này là biết ngay là sẽ giòn rồi. Chị thấy Minh Châu ăn rất là ăn cả khuôn mặt luôn. Chị Thanh ơi, không chỉ có cái lớp vỏ bánh quẩy bên ngoài giòn đâu, mà còn có cái độ giòn của củ năng nữa. Đúng rồi. Bên cạnh đó, quý vị khán giả biết không, khi mà Minh Châu ăn thử miếng quẩy này thì cảm nhận ngay được cái mùi thơm nè của mè, của sốt mayonnaise aji mayo. Đúng rồi. Ẩn ở bên trong nhưng không hề bị khô một chút nào hết. Nhưng có thể nói là món ăn này chỉ đạt 70% chất lượng thôi nếu như không có sự đậm đà của sốt mayonnaise aji mayo cộng với lại tương ớt và ngò đó chị Thanh. Đúng rồi đó Minh Châu, trọn hương ấm thấm vị ngon. Quý vị và các bạn thân mến, khi thực hiện món ăn này tại nhà của mình, quý vị sẽ cảm nhận thấy đâu đó có chút quyến luyến của người thân nè, một chút đậm đà của món bánh quẩy chấm với lại sốt mayonnaise aji mayo kết hợp với tương ớt và cả ngò nữa. Và quan trọng hơn hết đó chính là sự khéo léo và tình thương của người nội trợ sẽ làm cho không khí gia đình những ngày cuối năm trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Minh Châu nghĩ là quý vị sẽ yêu thích món ăn này và sẽ thực hiện thành công thôi ạ. Hy vọng rằng quý vị sẽ thường xuyên đồng hành cùng với chương trình thông qua hai cách rất quen thuộc, đó là số điện thoại 0838237557 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, hoặc quý vị có thể viết thư về cho chúng tôi ở địa chỉ 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.